À, nhưng mà một tí nữa cô có thể là giới thiệu con về bốn cái mái tóc đó được không là cô? Được, Dạ ừ. thì Có ông để ông cũng cho coi hết á. dạ nhưng mà cô ơi, thì con nghe nói là tới hôm nay khi mà ông tịch rồi thì 2 năm rồi, nhưng mà mái tóc đó vẫn vẫn ra đúng không cô? Vẫn ra cái con phụng đó là nó rụng trước nay chắc cũng mười mấy, hồi mà cô đến đây là cô đã thấy rồi, nhưng mà hồi đó cô thấy thì cái tượng nó nhỏ mà cái màu của nó ở trên á nó không có cao luôn, mà bây giờ đó, mỗi ngày cô mỗi kỳ cô ra cái lâu lâu cô nhìn lên thì cô thấy nó cao lên miếng, cao lên miếng, nay nó dương cao cái màu trên đó, trên cái mỏ thôi, trên cái đậu bụng thấy nó không cao. Có nghĩa là cái này là nó cũng vẫn sống hoài, nó không thể nào tức là tóc khi mà ông đã tịch rồi thì tóc vẫn còn sống, vẫn còn mọc sống ra. Vì cái điều đó, cái điều gì chứng minh được? Nó không có gì mà chứng minh được hết đâu con. Đó là quyền vi rồi hả? Nó quyền vi rồi mình. Dạ. Cho nên là không có ai làm được. Không ai mà làm ông được. Để vô đó rồi có ai đâu làm. Dạ. Được không anh? Được không anh? Nặng nghe, nặng nghe. Lọc kiến rất là nặng nha mọi người. Để xuống nhẹ thôi anh. Chào các bạn, thì hiện tại Quang đang có mặt tại Am Gia Tộc. Thì hôm nay thì cũng là một cơ duyên được rất là nhiều cô chú ở Bến Tre giới thiệu đến với cái Am Gia Tộc này. Ngoài cái việc là giới thiệu về Am Gia Tộc với những cái nét tâm linh của nơi đây, cũng như là thờ Thích Ca, thờ rất là nhiều vị Phật ở đây, thì Quang còn muốn giới thiệu thêm một cái điều đặc biệt mà Quang khám phá trong cái khoảng thời gian gần đây, đó chính là mái tóc đanh. Thì khi mà đến Bến Tre thì Quang được giới thiệu rất là nhiều mái tóc đanh đặc biệt của bà Tư, bà Năm hay là ông Tám. Thì hôm nay Quang lại đến quận 12 của thành phố Hồ Chí Minh để biết được mái tóc đanh của ông Hai. Thì khi ông đã tịch rồi, ông để lại 4 cái bính tóc. Thì 4 bính tóc này có 4 cái hình thù gọi là Long Lăng Quy Phụng. Thì thật sự thì Quang cũng nghe kể lại thôi, còn câu chuyện có thật sự là như vậy không thì hôm nay Quang mới là người chứng thực đến đây để chia sẻ cho cộng đồng mình biết. Thì trong khoảng thời gian gần đây cũng có một số bạn thì nói là so sánh giữa đạo này đạo nọ. Đối với Quang á, bất cứ cái đạo nào nó cũng hay, đạo nào cũng hướng thiện. Và đặc biệt là những cái chặng đường Quang đi á, Quang là người thích khám phá những cái nét bí ẩn thuộc về tâm linh, thuộc về huyền bí. Tuy nhiên thì không phải Quang đến đây để quảng bá những cái câu chuyện về mê tín dị đoan, không hề. Thì Quang được nghe những cô chú nè, những vị cao niên đến đây để chia sẻ, thì đó là những câu chuyện được chia sẻ thật sự, chứ không phải là Quang đi quảng bá những cái nét đó. Cho nên mấy bạn phải hiểu cho Quang, và những cái gì Quang chia sẻ hôm nay cũng là những cái trong tâm mình thật sự. Mong là những cái đóng góp của mình sẽ cho mấy bạn biết thêm nhiều về cái nét văn hóa tín ngưỡng của người Nam Bộ, đặc biệt là của người Việt Nam mình, và những cái tôn giáo rất là hay của nước Việt Nam. Thì hãy theo bước chân Quang để khám phá về mái tóc của ông Hai khi ông đã tịch rồi nhưng mà tóc vẫn còn ra như thường. Đó là những cái nét đặc biệt mà Quang được chia sẻ thôi, thì một tí nữa mấy bạn sẽ được ngắm nhìn 4 mái tóc đó như thế nào ha. Hãy theo bước chân của Quang. Bồ Tát Lộ Thiên. Rồi bên sau của miệng Quang Lâm là như thế này. Dạ. Ở đây cái đường bây giờ của mình là hình như là này, nghe nó còn ngập hết cô. Ngập nước hả con? Ngập nước lắm hả? Bên này sao nước có rút á. Dạ. Nè con thấy mặt nước lên đó đó là. Dạ. Đây là còn đá lởm chởm chưa có xây nha. Đây là thờ. Đây là thờ Năm Mẹ Ngũ Hành. Năm Mẹ Ngũ Hành. Ở giữa là mẹ chú xứ Nguyên Xuân, dưới là Nguyên Nhung, dưới là năm ông hổ. Dạ. Đó là năm mẹ ngũ hành. Dạ rồi. Tiếp theo bên phía bên tay trái. Tam bảo của cái hướng đông. Mà đây là hướng đông này là ông là đông độ, độ cho Phật tử biết tu đó. Dạ. Nó còn trên nóc này thì 4 cái bánh xe luân hồi đây này, qua mấy bên đây nè. Dạ con thấy rồi, con thấy rồi cô ạ. 4 bánh xe luân hồi là còn luân hồi. Dạ. Mà bên vô bên trong nha. Dạ. Nhà ông thờ thì là cái vị Phật. Đây ngài Bổn Sư Hộ Pháp Di Lặc. Dạ. Thái tử. Ông thờ 4 hướng hết. 4 hướng hết là có hết ha. Dạ. Có bên cột thì mình có 4 ông rồng long ha. Đây là mẹ Quan Âm Bồ Tát bên trong. Dạ. Đây là Địa Tạng Sư Tổ Đạt Ma. Sư Tổ Đạt Ma Địa Tạng. Đây là mẹ Diêu Trì Kim Mẫu. Diêu Trì Kim Mẫu ha. Là hiện giờ là mẹ Diêu Trì là mách bảo cho ông
về đây tu, đúng không cô? Đó, ừ, mấy bạn hiểu rồi. Mẹ kêu ông về đây. Còn đây là? Đây là Đức Huỳnh Giáo Chủ. Đức Huỳnh Giáo Chủ là Đức Thầy bên mình, là bên đạo Phật Giáo Hòa Hảo thì ông cũng có thờ luôn. Trước này là Quan Âm Bồ Tát. Cũng thờ Quan Âm luôn, nãy giờ con gặp nhiều mẹ Quan Âm lắm. Quan Âm nhưng mà Quan Âm bên cõi này là bên Tây Phương. Tây Phương. Còn bên đó là để đi độ. Đi độ, có hiểu rồi. Đây là Diêu Trì Hoàng Mẫu. Diêu Trì Hoàng Mẫu. Ông khi mà hồi đó các phần xác nó về nhập thì nói đây là mẹ Diêu Trì Hoàng Mẫu. Dạ. Thì ông để đây luôn. Bởi vì hôm trước mà cô thấy nó vậy, chứ cô tính thay đổi á, dạ, ông không chịu. Ông nói bà biết bà đó là gì không? Bà Diêu Trì Hoàng Mẫu sao bà dám đổ. Mà khi mà cô thỉnh cái bức tượng về thì ông nói là ông gặp bà này lần thứ hai. Bây giờ ông cho người khác thỉnh rồi. Dạ. Người ta thỉnh ai có duyên cho thỉnh. Dạ. Rồi qua phía này hả cô ha? Tây độ là bên Tây Phương Cực Lạc, bên kia Đà Đông là đi độ. Gọi là dạ. Đông độ Tây về đó. Dạ. Tây về là về Tây Phương Cực Lạc. Đây là có hết đây là Tam Thế Phật. Dạ. Mà là Bổn Sư với là Hộ Pháp đầy đủ hết. Quan Âm Đại Thế Chí ha. Có cả quan Công luôn kìa ha. Dạ. Cái đó là ở đây là người ta kêu là Tam Giáo Cộng Đồng. Dạ, Tam Giáo Cộng Đồng. Thì về Tây Phương Cực Lạc là cái này đó. Bàn thờ nó vậy ý nghĩa. Còn phía sau, phía sau là thờ ông đó. Thờ ông, còn bây giờ ra phía sau đi cho mấy bạn xem luôn nha. Đây phía sau của bên mẹ chuẩn đề, còn này là các vị người ta không ấy, người ta đem về ta gửi thì ông cũng cho để đó. Nhưng mà nếu mà có cái cơ duyên nào đó thì ai đến đây thỉnh thì vẫn cho luôn. Rồi, ở đây là Am gia tộc nghe, ai ở quận 12 mà có đến đây thỉnh mà nhất là về ông thần tại ông địa nè và mẹ Quan Âm nè thì đến đây để thỉnh luôn. Dạ. Không cho thỉnh hết à. Đây là bàn thờ ông hai. Cô ơi, thì con được biết là ngôi chùa của mình thì thành lập cũng lâu rồi, nhưng mà con không biết là ngôi chùa này đến đây tới ngày hôm nay luôn á là do ai, là cái người là trụ trì của cái am mình, cũng như là con nghe nói là ông hai đó đến đây là đầu tiên, thì cô có thể trình bày cho con biết được là ông hai là như thế nào vậy cô? Ông hai á thì ở đây đất này là đất của ông, đất ông bà. Thì ông ngày xưa thì ông còn trẻ, ông cũng có gia đình. Rồi sau ông là thợ kim hoàn, ông mới đi chợ Bến Thành ông mua vàng về ông làm á. Thì cô cũng được cái nhân duyên đặng ông kể cho cô nghe về cái câu chuyện của ông. Thì ông gặp đức thầy đi bán thuốc ở chợ Bến Thành, rồi ông trao đổi, rồi ông mới hỏi ông đức thầy là về nhà ông ở đâu. Thì ông đức thầy mới nói là đức thầy Trời An á mới nói là bây giờ ở nhà tôi ở Tà Lơn Thất Sơn á, chú kiếm đâu. Thì ông nói lúc đó ông cũng không biết là Tà Lơn Thất Sơn là ở đâu. Đó, rồi ông mới hỏi Tà Lơn Thất Sơn là ở đâu, ông phải có địa chỉ rõ ràng. Thì ông hai hỏi vậy thì ông thầy mới nói gì nè, nhà tôi ở Bảy Núi á. Thì ông hai cũng không biết Bảy Núi là ở đâu. Ông hai nói là bây giờ là ông phải cho tôi cái địa chỉ ở chỗ nào đặng tôi biết nữa, mai mốt tôi kiếm ông. Thì đức thầy mới nói là bây giờ chú em mày khỏi kiếm qua, nếu mà chú em mày gặp qua bây giờ nó qua già, mai mốt qua trẻ sao chú em mày kiếm được. Rồi cái tới giờ cái ông mới đứng lên nói tới giờ, rồi ông cuốn thuốc rồi ông đi. Rồi ông đi thật lẹ, ông hai nói ông đi thật lẹ. Ông về ông cứ suy nghĩ hoài không biết làm sao. Rồi thời gian sau ông mới chán ông đi tu. Đó thì ông tu bên khất sĩ á, bên trong chùa Giác Nguyên á, ở trong gần trong cô á. Thì ông cạo đầu, ông cũng dẫn đoàn đi chùa đi núi. Nhưng mà cái ngày đó thì ông nằm từ tối ông mới nghe mẹ kêu, nói là con tu mà con không độ đời, con tu mà con ở đây con tu mình con mà được cái gì. Thì liền lúc đó thì gia đình thì bà già bệnh nặng, cái mất ông về mới thọ tang. Thọ tang thì ông để tóc dài, ông không có đang xuống tóc mà, thì thọ tang đâu có cắt tóc, mới để tóc. Rồi ông ngủ ngay chỗ mà để thờ ông bây giờ đó, là ông che mấy tấm ni lông rồi ông ở đó. Rồi sáng cái ông thờ ông ngủ chỗ đó, ông tóc ông dài. Cái một ngày đó đó, cái ông nói tối ngứa quá, cái ông mới gãi. Ông nói ông gãi cái đầu mà tới sáng cái ông đi gội đầu, ông nói chắc bộ gãi nó chảy máu, dội nước lên gội thì ra máu không. Ồ, vậy hả cô? À, ra máu xong cái nước đầu, nước thứ hai thì nó ra nước cơm do. Dạ. Nó đục nước cơm do, nước thứ ba nó mới trong trở lại, là từ đó tóc ông đanh luôn.
Dạ. Đó là nghe ông kể vậy, cô có nhân viên gặp ông, họ thẻ ông mà ông kể chuyện vậy. Dạ, tức là cô là, cô giới thiệu sơ lược về cô với con được không? Cô thì ngày xưa thì cô cũng đi làm việc nhà nước. Dạ. Rồi cô cũng có cái phần cũng như hành đó, cô đi núi đi non đi tùm lum hết. Rồi cô về cô mới đi tìm những cái bậc lão bối á. Dạ. Thì cô đến đây thì cô gặp ông Hai. À. À. Thì khi mà cô vừa đến đây cô nhìn trên nóc chùa là cô thấy một bên là bánh xe luân hồi. Dạ. Một bên là chữ dạng. Dạ. Là cô biết là Đông Độ Tây Về. Ừ. Thì cô cũng còn làm bộ không biết, cô thắc mắc cô hỏi ông Hai là cái này là sao. Ông Hai mới nói cô là bà nhìn bà biết rồi sao bà còn hỏi tôi. Dạ. Đó. Thì ông Hai không nói, nhưng mà cô nói con thì theo như con độ á là cái này là Đông Độ bánh xe luân hồi, nó còn độ cho người ta tu để người ta còn luân hồi đó. Còn bên đây là Tây Phương Cực Lạc rồi phải không? Ông cười không nói gì hết. Dạ. Là nói vậy. Rồi cô thì cô thấy cái hạnh của ông tu rất tốt, thành ra cô theo ông tới giờ nay cũng được mười mấy năm rồi. Dạ. Mà ông thì tịch lúc nào vậy cô? Ông tịch năm 2018. Tháng 2 2018. Vậy là nếu mà tháng 2 năm nay nữa là được 2 năm. Được 2 năm. Ừ. Tiếc quá ha, con cũng rất là tiếc, nếu mà con nên sớm một tí xíu thì con gặp được ông Hai chia sẻ còn sâu sắc hơn. À. Nhưng mà không sao, cái gì cũng có một cái cơ duyên không con? À, đúng rồi. Nhưng mà cô ơi, thì con được nghe nói là ông có được tới 4 cái mái tóc đanh, tức là mấy chục năm, để là bao nhiêu năm cô có biết được không? Cô thì cô cũng quên hỏi cái thành lập cái ngôi miếu này là bao nhiêu năm nào. Dạ. Cô cũng quên hỏi cái đó, cô cũng phân tới cái vụ kia không. Còn mấy cái tóc đanh á là cô hỏi ông là mấy năm, ông nói nó tùy theo, có cái thì nó cao năm hơn, có cái thì nó ít năm hơn. Dạ. Nó rụng, tự nó rụng ra rồi ông để lên ông thờ. Cô ơi, thì bây giờ con chia sẻ thật sự luôn nha. Ừ. Thì hôm trước thì con đi Bến Tre thì con cũng gặp là bà Tư nè. Ừ. Bà Tư thì cũng có mái tóc dài 6m1. Ừ. Rồi bà Năm là có mái dài 3m. Ừ. Còn gặp ông Tám thì cũng có tóc dài 5m. Dạ. Thì tất cả đều là có những cái sự vu vi, tức là cái sự huyền vi của của ân trên. Ừ. Chứ không phải là con ở đây là con chia sẻ thật sự với cô luôn là mình thì mình thấy cái gì nó hay, nó bí ẩn và mình khám phá những cái điều đó. Chứ không phải là mình đi quảng bá những cái gì thuộc về giống như là mê tín gì đâu. Không hề, đúng không cô? Thì tại vì nhầm khi mình nói như vậy cho cái cộng đồng mình hiểu được là thì hằng ngày nó đi khám phá thôi, chứ không phải nó đi quảng bá những cái đó là không đúng. Tại đó là những câu chuyện người ta chia sẻ thật sự và có thật luôn. Đó là như chứng minh sống luôn. Thì hôm nay thì con cũng có một cái cơ duyên đến với cái ngôi gọi là ngôi am của ông Hai và thấy được 4 mái tóc của ông Hai. Thì con được biết là 4 mái tóc đó nó có 4 cái hình thù là long, lân, quy, phụng. Thì không biết nó như thế nào vậy cô? Thì cô thì cũng không rành cái đó. Tại vì ông nói nhìn đó đi rồi biết. Ông nói vậy. À, mấy người khác á, như bà Tư thì dài. Của ông á, thì nó ra từng thời kỳ nó xuống như vậy. Thì tới ngày này, ngày sau cùng mấy bà biết. Ông nói vậy, cô, ông nói vậy. Tại vì nếu mà thật sự á, thì 4 mái tóc của mình thường mấy bậc cao niên á, người ta ít có nói những cái gì mà ẩn bên trong á. Dạ. Cho nên cô có hỏi chắc cũng không dám nói. Dạ dạ con hiểu rồi. Nhưng mà cái mái tóc của đó là thì con được biết á, là cô có chia sẻ con á, là khoảng mấy chục năm rồi cái đầu đó. Nhưng mà khoảng mấy năm là nó rụng xuống, là nó tự rụng hay là tự mình nó cắt? Nó tự rụng. Ngủ đêm sáng rớt ra. Rớt ra, tức là nó tự đanh lại, nó tự thắt tự lại đanh, và nó tự rụng. Tự rụng luôn. Mà muốn hình thù kiểu nào thì ân trên làm. Làm cái này đó. Không ai làm được hết. Dạ. Nhưng một số bạn nói con là cái đó là tự để lâu ngày nó tự như vậy là không đúng luôn cô. Thật sự cộng đồng nói là đâu có đúng. Thì cho nên là con với cô là những người là đi tìm hiểu những vấn đề đó, nói cho nó chính xác. Mắc công là cộng đồng nói là cũng phức như tạp lắm. Cô nói xen vô chút chỗ này cho con nghe. Hồi cô đi chung với cái cô bên Nói Thiêu á, bên Bình Dương, bên Đại Nam á. Dạ. Thì có một cái tay đó đi chung với cô trên xe đó. Mà cô thì cô không nói chuyện. Cái nói tóc cô Tư là tự bà tối bà quấn lại, mấy người tóc đanh này là bị tự quấn, cô không nói gì. Đến khi cô dẫn xuống vô cô Tư dở tóc ra thấy hết hồn luôn, cái nói cái này chỉ có thiên liên tạo với ai tạo. Cái cô nói nha, hồi nãy trên xe nói sao, nói nói giỡn, nói chỗ này không có nói giỡn được. Dạ, đúng phải rồi. Nói bằng sự thật chứ không có nói giỡn. Dạ. Được. Tại nhầm khi thì đi những người đi tới nơi như con là cô gặp
thì mới biết được cái sự thật nó quá trời quyền vi. Nhưng mà đó những người bạn cộng đồng thấy thì họ nói, nhầm khi họ cũng chưa đủ cái con nói sao đây, dạ không hiểu đi, nó không hiểu được, cho nên là nhiều khi thì chưa thấy từ nào dạ. Chưa thấy, cho nên mình cứ làm đúng thôi đúng không con, mình cứ làm đúng tốt nhất, còn cái việc còn lại là do cộng đồng xem. Dạ. À, nhưng mà một tí nữa cô có thể là giới thiệu con về bốn cái mái tóc đó được không là cô? Được. Dạ. Thì... có ông để ông cũng cho coi hết á. Dạ. Nhưng mà cô ơi, thì con nghe nói là tới hôm nay khi mà ông tịch rồi thì 2 năm rồi. Nhưng mà mái tóc đó vẫn ra đúng không cô? Vẫn ra cái con phụng đó. Là nó rụng trước nay chắc cũng 10 mấy. Hồi mà cô đến đây là cô đã thấy rồi. Nhưng mà hồi đó cô thấy thì cái tượng nó nhỏ, mà cái màu của nó trên á, nó không có cao luôn. Mà bây giờ á, mỗi ngày cô, mỗi kỳ cô ra cái lâu lâu cô nhìn lên thì cô thấy nó cao lên miếng, cao lên miếng. Nay nó dương cao cái màu trên á, trên cái mỏ thôi, trên cái đầu bụng á, nó không cao. Có nghĩa là cái này là nó cũng vẫn sống hoài, nó không thể nào. Tức là tóc khi mà ông đã tịch rồi thì tóc vẫn còn sống, vẫn còn mọc sống ra. Ừ. Vì cái điều đó, cái điều gì chứng minh được? Nó không có gì mà chứng minh được hết đâu con. Đó là quyền vi rồi hả? À, nó quyền vi rồi mình. Dạ. Cho nên là không có ai làm được. Không ai làm ông được. Để vô đó rồi có ai đâu làm. Dạ. Cho không nên... ai dám lỡ mà dở lên sợ phạm. Dạ. Cô ơi, bây giờ cô giới thiệu con cái nơi thờ của mái tóc của ông Hai ha. Rồi, ở đâu vậy cô? Ở trong này nè. Dạ dạ. Dạ. Ở đây là mẹ Quan Âm cũng nhiều nè cô, người ta cúng người ta bỏ đây hay sao cô? Ta thay đổi đó con. À. Ta dở cũng vậy. Dạ, để đây cúng ha. Ai muốn thỉnh thì đến đây thỉnh thôi ha cô. Rồi dạ, Am gia tộc nha mọi người, ai mà ở quận 12 á, có muốn thỉnh mẹ Quan Âm á thì đến đây thỉnh nha. Rồi. Đây là tới bàn thờ của ông Hai, thì cho bạn các bạn coi cái hình nha. Đây là hình của ông Hai ngày trước nè. Đó, rồi. Đây là mái tóc đúng không cô? À đây là cái hình của cái linh ông Lăng. Ông Lăng ha, Lăng rồi. Một tí nữa Quang sẽ nhờ cô mở ra cho bạn xem cận cảnh về cái mái tóc hình của ông Lăng luôn ha. Còn ở đây là còn lại là ba cái này có ông Phụng nè. Tứ linh ha, tứ linh ha cô ha. Tứ linh. Này có ông Phụng nè. Cái mồng này là nay là mọc lên cái chớp này nữa rồi nè. Hôm nay cô thấy mới tới đây thôi nè. Bữa nay lên tới đây luôn. Tức là tự mọc luôn hả cô? Tự mọc luôn. Quá quyền vi luôn. Còn cái này hồi đó nhỏ thôi, hồi cô gặp là nhỏ, bữa nay đanh là hơi lớn rồi đó. Lớn hả cô? Ừ. Tức là cô là cái người chứng thực luôn cái việc chứng đó, nhằm khi mình nói người ta nói mình cố gắng làm để quảng bá cái điều không hay, nhưng mà thật sự cô là người chứng thực luôn. Tại vì con nghĩ là cô là bên tu hành cho nên cô nói có sao cô nói vậy, chân thật nhất. Cô thì cô thấy sao cô nói vậy. Cũng như hồi trước cô mới về gặp ông thì cái này nó nhỏ, nó hớp vô. Dạ. Cái mồng này nè là nó cũng khoảng dưới này thôi. Mà càng ngày lâu lâu cô nhìn lại thì bắt đầu nó lên. Nó lên cái này, nó lên tới đây rồi nè. Thấy không? Dạ. Đó. Nè, cô thấy không? Nè, cái mỏ nè. Dạ, để con quay cận cảnh đi ha. Để các bạn coi nha. Để mở ra. Dạ, một tí nữa mình quay phía ngoài cho nó xong để gì rồi mình mở rồi mình xem cận cảnh luôn ha cô ha. Đó, rõ ràng luôn nha. Nhưng mà cái này nè, Quang nói cho các bạn cũng hiểu luôn là tùy theo mỗi người cảm nhận và hình dung ra được cái hình thù nó như thế nào. Chứ không phải nó rõ ràng giống như là con Long Lăng Quy Phụng, đúng không cô? Chứ nhầm khi mình nhìn vô đó thì đâu phải là nó rõ ràng đó. Chỉ có những người mà ta hình dung được cái hình thù nó mới ra được. Cho nên mấy bạn cũng đừng nói là tại sao nó không giống. Cái này là giống nhất. Giống nhất luôn ha. Rồi thôi bây giờ mình sẽ mở ra cho các bạn xem cận cảnh đi cô. Con nghĩ sẽ rất là hay luôn á. Bữa nay là ngày rằm nha. Bữa nay là ngày rằm thì lễ cúng. Cúng là hay hả cô? Đi đúng ngày rằm luôn con, cô chọn ngày rằm đi. Cô thì cứ rằm mùng 1 cô hay ra đây. Dạ. Cô chị mở nè. Dạ. Nè con thấy không? Sụp hết trơn hết đậu nè. Dạ. Đây nè con mở cái này bên đây trước rồi con. Anh ở đây bao nhiêu lâu rồi? 2003 vậy. 2003 tới bây giờ là cũng 7, mười mấy năm rồi. Dạ. Cảm ơn anh nhiều nha, đến đây cũng làm công đức rất là nhiều luôn. Trên chuyển. Dạ ha. Dạ. Dạ. Anh ở đây cũng mười mấy năm để tu ở đây để giống như là ông từ của chùa ha. Giữ. Dạ, hồi đó thì còn ông á. Dạ. Cái lòng kiến rất là nặng nha mọi người. Đó, cho mọi người xem cận cảnh là khi mà lấy ra cũng khó khăn tí xíu. Rồi bây giờ con là đâu có dám dỡ ra. Đây nè. Tức là bao nhiêu lâu rồi mình chưa gỡ ra đi cô? Nay
cũng lâu lắm rồi, ông hồi ông còn sống rồi. Nay hình như là từ ngày cô gặp ông tới bây giờ là lần đầu tiên mở ra. Từ ngày cô gặp ông tới bây giờ là mười mấy năm rồi, lần đầu tiên cô mới gỡ ra coi như vậy. Gỡ ra. Ồ. Cô chỉ đứng ở ngoài cô coi thôi. Tức là cái này rất là đặc biệt, chính cô cũng mới coi thực sự như vậy ha. Như mình cũng xin phép ông rồi thì không có sao hả cô? Cô cũng xin rồi. Dạ. À, ông ơi thì cho con quay cận cảnh về mái tóc của ông nha ông. Đó, thì mọi người xem nha. Đầu tiên là mình lấy xuống ha cô. Đụng được không cô? Con bảo lên. Dạ. Cái này là do ơn trên chứ không phải là người ta thắt nha mấy bạn. Tự nhiên mà một đêm thì nó sẽ thắt được như vậy và nó tự gớt xuống. Chỉ cho con thấy nè, mắt này. Đây, coi kỹ nghe không? Nè, rồi. Chưa cô từ từ đó, mấy bạn coi kỹ nha. Mắt là miệng nè. Thấy chưa? Mấy cái mồng nè, thấy chưa? Là nó tự bây giờ nó vẫn mọc lên như vậy luôn. Vẫn vậy luôn. Đó, bên này mắt bên này nè, mắt bên này nè. Bên đây là cái này. Tự đanh gì luôn hả cô ha? Quá hay luôn. Đó. Rồi cây là quy. Đây. Cho con cầm lên nha, con cầm. Nó không có quá nặng, tại vì tóc này thì nó cũng nhỏ và nhẹ đây nè. Đây là ông quy nha, nghe mọi người. Này anh cầm giùm em đi. Cái chân ha. Rồi, đây là ông quy nha. Cho em quay phía đầu đây coi. Rồi, còn đây là con em thấy to nè anh. Y tế tới 5 cục luôn cô ơi. 5 cục đằng. Con này ông gì ta? Này nó gớt ra luôn. Cái rờ nữa nè. Dạ. Ồ, gì đây con? Dạ. Nếu mà chịu tưởng tượng là sẽ ra thôi ha cô ha. Rồi. Này gì là con nào giờ cô chưa thấy. Con nằm tướng là một cái vậy. Chụp lên trên. Mọi người xem cận cảnh nha mọi người. Rất là hay để cho cô xem nha. Phụng nè, đây là Phụng nè. Phụng nè. Phụng nè, Quy nè. Đây là Long. Rồng hết cô. Dạ. Mắt mũi miệng nè. Mọi người nhìn nha. Ồ, đúng rồi cô, chịu tưởng tượng nhìn là sẽ ra thôi cô ơi. Đúng không cô? Đó mọi người cứ nhìn nha, đây là quan gây cận cảnh luôn nè. Ở đây là những cái đuôi tóc phía dưới là tự thắt luôn hả cô ha? Ừ, tự thắt. Giống như là cái đuôi rồng ha. Đuôi rồng. Còn đây là lông là cái hình thù. Hai ông nè. Hai ông. Hai ông, bên ông. Bên đây là ba đuôi, bên đây hai đuôi. Đó, thấy không? Nè, bên đây nè. Dạ. Cái bề trái nè, thấy không? Trái đây từ từ nha cô cầm từ từ đi, lấy ánh sáng. À, thấy rồi. Cô mà nó tự lúc trước thì con nghe nói là phía trên ông là bạc mà phía dưới đó là đỏ. Trong nhà ta cũng có cái căn nằm ở cái hành tiên cũng được về đây để mà tu tại chùa để mà có cái duyên căn để ông lấy ông thấy khổ rồi ông lấy ly úp mình để. Dạ dạ đúng rồi. Như vậy là đây là con rồng ha, con long này ha. Rồi. Này quy nè. Đây là cô ba nè đã mở con lăn. Tức là cái hình thù con lăn sao cô giải thích giùm con đi cô. Nè cái này cái dạng này là cũng như chụp xuống vậy nè. Con lăn mà thường mình thấy đậu ấy lên đó. Dạ. Rồi râu ở trước mặt con lăn này nó trời nó tưởng tượng nó vậy đó. Còn cái trên là ông gì không biết. Còn cái hình này là hồi ông tu khất sĩ nè. Tu khất sĩ ha. Dạ. Ông cạo đầu á, ông đi vô chùa ông tu đàng hoàng á. Cô ơi, phía trên đây giống như là hai cái tay nó bấu lại cô đúng không cô? Phía trên đó. Nói hai vị. Hai vị hả cô? Không biết là hai vị gì. Thì mọi người xem cận cảnh đây là hai vị gì, tại vì cô ba nói thì mình cũng không có hình dung được á cô. Nói hai vị. Tùy theo mỗi khán giả, mà, khán giả xem nữa bạn. Dạ đúng rồi. Nó như này là hồi đó là mới rớt ra thì nó hở vậy nè. Dạ. Từ từ nó tiếp lại vậy. Dạ. Thì cô khi mà rớt ra này cô cũng không hay. Tới chừng cô ra cái ông ấy nó rớt rồi. À. Đi đóng cái thùng kiến để lên thờ. Vì là cô khi mà ông tập chỗ cầu sắt á, đặt mấy ngày sau mới có đem vô trong thờ. Dạ. Để trời nái. Cô ơi cho con hỏi là khi mà ông Tịch đó là cái mái tóc cuối cùng của ông Tịch là mái nào rơi ra cho cô? Chưa, còn đem theo. Còn đem theo. Đem theo. Lúc đó là tại mới
rớt này ra xong rồi mới đanh ra lại. Mới đanh trở lại thì ông đã tịch rồi. Là lúc đó ông 80, tịch lúc năm 89. Cây 89 của mình là 87. Dạ. Của cây 89. Này anh từ ở đây mười mấy năm rồi nè. Dạ. Con biết không, anh trai cũng xây dưỡng mà con bé cái du viên hay lắm. Dạ. Bé này là ở ngoài Phan Thiết. Dạ. Quảng Ngãi. Quảng Ngãi hả? Dạ. Rồi vô đây, rồi cái mấy người lại đi bán với số á. Rồi cái ông nhận thấy dễ thương quá, cái ông cho về ở đây. Dạ, tu luôn tới giờ. Bắt anh chơi trường luôn. Vậy dạ anh đang chơi trường hả anh? Chơi trường năm 16 năm rồi. Dạ. Anh giờ luôn á. Dạ. Anh dở này lên lao chỗ này. Bữa nay lỡ lại cái lao luôn ha, làm sạch tương luôn. Chứ lúc trước là chưa có nha. Là mười mấy năm rồi nghe mọi người, mười mấy năm rồi nghe các bạn. Không dám dở ra. Như hôm nay là được ông cho phép đúng không cô? Cho phép thì mình mới gỡ ra để quay. Xin ông rồi hả cô? Bốn mái tóc đanh, mang bốn cái gọi là linh tứ linh long lăng quy phụng. Thì khi mà đến đây được thì có một cái mái tóc thứ năm mà rớt ra, mình không biết cái hình dùng hình thù gì nữa con. Tính ra là năm cái chứ, hay là nó còn nằm trong đó mà mình nó bị rơi ra mình không biết á. Có nó rơi ra, nó rớt ra vậy đó mà. Chứ thật sự là nó chung cô dạ. Không thấy cô tính là có mấy cái này thôi. Nhưng mà cái đó cái này rất là hay, con thấy là cái hình thù của con phụng là rõ ràng nhất luôn. Nhìn vô là thấy liền luôn, mọi người nhìn kỹ đi. Đây nè, quan đứng cận cảnh như vậy luôn nè. Nó thấy mồng, thấy mỏ, thấy miệng rồi đó. Đó, mọi người cứ nhìn nghe, cái này là lúc trước á thì nó đây quan chỉ nha, quan xin phép đây là không có những cái này, không có lên cao gì đâu, lúc trước chỉ ngang ngang đây thôi. Và sau cũng mấy năm. Mấy năm đúng không cô? Thì nó tự mọc ra như vậy và tóc nó tự tạo ra vậy luôn. Ngày lên chích như một năm, mấy năm vậy lên được chích. Mấy năm lên được chích hả cô? Như đó mười mấy năm rồi cô mới gặp ông đó. Thì về đây á thì lúc cô về thì nó mới tới đây thôi. Mà nay mười mấy năm được như đây nè. Đó, được cái phần thưa này. Nhưng mà con thấy cái điều đặc biệt là khi mà tóc nó đã rơi ra vậy nó vẫn còn tự nuôi và tự sống. Dinh dưỡng ở đâu mà nó sống được cái tóc nó lên vậy hả cô? Cái này của ơn trên. Ơn trên ha, dạ. Của ơn trên làm chứ mình đâu có làm được đâu. Mọi người ơi, rất là hay luôn. Thật sự đến đây cũng là một cái cơ duyên. Mà thật sự nếu mà con không đi tới Bến Tre gặp bà Năm, gặp bà Tư hay là gặp ông Tám thì cũng chưa chắc gì con đến đây được. Con gặp được bà Ba để bà Ba giới thiệu về ông Hai. Đúng không bà Ba? Cô Ba chứ. Kêu bà Ba nghe già quá. Kêu cô Ba. Sẵn đâu luôn mấy tấm hình của ông ngoại đi. Đứng đây cho thật là lâu để cho mọi người hình dung được ha. Chỉ này đây nè, đây mỏ nè. Dạ. Thấy không? Mỏ nè, rõ ràng luôn nè. Dạ. Ở đây mắt nè. Dạ. Đây là cái mồng. Các bạn thấy được không? Đây là hình con phụng nè. Đó, đây là cái sừng này rõ ràng luôn nè. Quá hay luôn, đây là cái đuôi nè. Không bao giờ mà người ta làm được như vậy hết cô à. Không bao giờ làm được như vậy. Mà đặc biệt là khi ông tịch mà nó vẫn còn tự mọc ra như vậy nữa. Tức là tóc nó tự nuôi và tự sống ra như vậy. Lúc trước là không có cái mồng lên phía trên nào đâu. Đây là nhìn, mấy bạn nhìn rõ nè. Có miệng luôn nè. Có miệng luôn đúng không? Có mắt luôn đấy cô ha. Có mắt, có miệng. Tưởng tượng. Miệng nè. Đã đúng rồi, đó. Mũi nè. Dạ. Mắt nè. Đó. Cái mồng nè. Đúng rồi, đó, y chang luôn. Con nhìn ra con mày, con là cái người là khó tưởng tượng mà đã ra rồi nè. Cái miệng này con thấy không? Y dạ. Như con chim thấy không? Dạ đúng rồi. Nó vô tới đây luôn nè. Có cái cổ luôn đó cô, phía dưới là cái cổ đó, dạ, rất là hay. Tự động nghe mọi người. Còn riêng con rồng á, nó giống như cái bàn tay vậy cô ha. Đây là như cái bàn tay vậy nè. Cô có năm ngón không? Không. Nhưng mà nhìn giống cái bàn tay vậy đó. Rồng, có con rồng. Hai ông rồng ha. Dạ. Đặc biệt nơi đây là thờ mái tóc của ông Hai. Đó, cái đó là thờ bủ pháp. Đây là ông Lăng nha. Ông Lăng cho vô đồng kiến lại rồi. Đấy, mấy bạn biết tại sao không? Tại vì đôi khi mấy bạn cũng hoan hỷ bỏ qua. Tại vì khi mà để lồng kiến là nó tránh đi bụi. Mình để ngoài mái tóc như là bụi bặm rồi qua 5 tháng nó sẽ rất là nhiều lao, rất là khó. Tại tóc như vậy nè, đanh như vậy là sao mà mà dùng những cái cây chổi quét được đúng không anh? Yeah. Chỉ có cái là dùng lồng kính thôi nói cô, cho nó sạch sẽ thôi. Thờ trong lồng kính thôi. Còn đây là ông Hai nha. Ông Hai mới bắt đây khoảng 2 năm thôi mọi người.
Hôm nay là ngày rằm, rồi Quang cũng có một cái duyên đến đây quay phim, rồi cuối cùng cũng gỡ ra. Sau mười mấy năm thì cô cũng gỡ ra, cô sắp lại đó. Chứ hồi đó giờ cũng chưa dám gỡ ra mấy xem luôn. Cũng có một cơ duyên hết cô, vậy cho nó sạch sẽ. Cơ duyên á? Dạ. Đứng nhìn thôi. Anh Từ nhìn hiền lắm nghe mọi người. Đến đây là gặp anh Từ, anh Từ là trong chùa nè. Đó giờ anh ở đây thì biết ông hai là bao nhiêu lâu rồi? Thì em vô đây năm 2003. Dạ. Anh biết bây giờ luôn. Tới bây giờ luôn. Dạ. Anh là chăm ông hai rồi cũng như là khi mà ông tịch thì ông anh ở đây anh giữ chùa luôn, giữ dạ. cái am này. Để là hương khói đây. Dạ. Công đức nhiều lắm anh ơi. Dạ. Hay quá cô ơi, tuyệt vời luôn. Con là người trẻ mà con được thấy những cái này. Nhưng mà có những người ở xa, mấy bạn cộng đồng nói, ủa Việt Nam mình tại sao có những cái này mà mình không biết. Thì đi mới biết được đúng không? Dạ. Đây là hai ông nè. Cái mấy bạn ơi, nó không bao giờ nó rõ ràng cho bạn thấy đâu. Mấy bạn phải chịu khó tưởng tượng. Và những cái này là cô chia sẻ lại thôi. Quang là người đi quay phim, ghi chép, chứ không phải là cái người mà biết rành về vấn đề này đúng không cô? Dạ. Phụng đẹp quá cô ha, rõ ràng nhất luôn. Nhưng con nghĩ vài năm sau nếu mà con trở lại là Phụng nó sẽ rõ ràng hơn, và thậm chí những cái ông khác cũng rõ ràng hơn luôn. Dạ. Thì về đối với cộng đồng của các bạn. Dạ. Coi như là cái kinh của con, kinh Quang Châu phải không? Dạ. Thì cô có cái ý nguyện là để cho các bạn, nhưng mà con làm cái clip này lên để cho các bạn hiểu được cái tâm linh. Dạ. Về cái quyền di, cái du di của ở trên thiên liêng. Dạ. Mình cũng mong các bạn xem kỹ và hiểu được cái đạo này. Dạ. Là một cái thứ nhất. Cái thứ hai là cô cũng muốn là các bạn cũng như là xa gần như xem rồi có giúp đỡ cho cái am nó nghèo. Yeah. À, nước nó ngập, thì ra cô cũng muốn là để giúp đỡ được phần nào để cho cô xây dựng cho nó được, sửa chữa cho nó được gọn gàng, cho nó sạch. Yeah. Sẽ tí để cái nơi thờ phượng. Yeah. Tại vì cái cô thấy cái ông tu, cái điều của ông tu nó tốt. Yeah. Nó không thể hiện được một cái người tu chân thật. Yeah. Thành ra là cô mới đeo ở đây, chứ cô là tuốt đầu hóc môn nè. Yeah. Cô mò ra thế này. Yeah. Là con biết là cô cũng đi với ông, đi về với cô Tư Định đủ thứ hết. Dạ. Yeah. Tức là ông cũng từng đi về Bến Tre gặp bà Năm, rồi Tư, rồi bà Tám, cô Tư Trưởng. Dạ, Tư Trưởng. Nói chung là thật sự á, khi mà Quang đến đây cũng là một cái cơ duyên. Nếu mà Quang không đi Bến Tre thì Quang cũng không có cái sự giới thiệu đến với cái chùa của ông hai, nói về cái mái tóc đặc biệt của ông hai, về bốn cái con là Long, Lăng, Quy, Phụng và là Tứ Linh. Và thật sự mấy bạn cũng có thấy là nếu mà mấy bạn không phải ở đây là mình quảng bá những cái nét gọi là mê tín, con cứ đập đi lặp lại, con rất là sợ. Tại cái đây là con thấy nó rất là đặc biệt, nó có những cái bí ẩn và con là cái người khám phá điều đó. Cái đây là không phải mê tín. Dạ, đúng rồi. Quyền di của thiên liêng ở trên. Dạ, dạ đúng rồi. Đó, chứ còn cô cũng rất ghét mê tín. Dạ đúng cô rồi. Cô rất ghét mà ở ngáp cái đồng bóng mà lên lắm, cô ghét lắm. Đó mấy bạn nghe rõ không? Thật sự đó là cái sự mà ngày xưa cô cũng là cái người tu hành, cho nên cô có làm sao cô nói chân thật vậy thôi, chứ không phải là cô ngày xưa đó, cô còn đi làm, cô thấy mấy cái tóc cô ghét lắm. Mà đơn vị của cô làm là đơn vị trung tâm nhân hóa, nó bài trừ mê tín gì đó. Dạ. À, là cô rất ghét cái vấn đề đó. Mà khi mà cô bị hành căn mà bệnh đau này kia nọ đó, rồi đi núi đi non này kia là cô mới bớt bệnh. Dạ. Hồi xưa cô có ba mấy ký à, cô ốm á. Dạ. Lúc hành căn ăn không được. Dạ. Mà cô ăn chay đây á là cũng do cái nguyên nhân là hành ăn không được, cứ hay dọn cơm lên giống như người mà ốm yếu đó, cứ muốn về tới nhà là muốn đi, muốn về tới nhà là muốn đi không. À, bây giờ thì con mong là con chúc cô nhiều sức khỏe để có thể là đi làm từ thiện cũng như làm công đức nhiều nơi, cũng như là đóng góp cho cái ngôi am này, ngôi am gia tập của mình.
Thì thật sự thì đây là một cái cơ duyên mà Quang cũng có một cơ hội được ngồi với cô để cô trò chuyện những cái huyền vi của ông hai để lại những cái gọi là cái bủ pháp. Thì rất là vui khi mà được trò chuyện cùng cô. Thì mong là hẹn gặp lại mấy bạn ở video kỳ sau. Và Quang sẽ đem đến nhiều cái khám phá bí ẩn nhiều hơn nữa. Thì bây giờ thì con tạm biệt cô. Thì chúc cô nhiều sức khỏe nhé. Dạ. Cô cũng chúc cho con được nhiều sức khỏe, để tiến đường, cái con đường đi của con cho nó được một ngày một tiếng tới, cho nó rộng mở ra nhiều hơn. Dạ. Không có gì nhiều, chúc sức khỏe chứ không chúc tiền. Phải không? Tiền là tiền, tiền Tây Phương được rồi. Chứ còn tiền trần thì bao nhiêu cứ cho đủ, bao nhiêu cho thiếu. Dạ. Đó. Thật ra cô cũng chúc con vậy. Rồi vậy được. Dạ rồi, ừ, chào mấy bạn nha. Cảm ơn mấy bạn đã xem hết video này. Nếu video hay, mấy bạn có thể nhấn đăng ký phía bên tay phải của Quang ha. Đồng thời, mấy bạn có thể chia sẻ cho bạn bè của mình xem chung. Điều ấy cho Quang rất là nhiều động lực để làm video tiếp theo hay hơn, hoàn thiện hơn và có cơ hội đi nhiều nơi hơn thế nữa. Xin chào và hẹn gặp lại mấy bạn ở video tiếp theo. Bye bye!